Rồi, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho anh em một thiết bị vô cùng đặc biệt. Và nếu như anh em nào đang là khoảng tầm 9X đầu 2000 thì có thể là anh em sẽ quen thuộc với lại thiết bị này. Và đây, xin thiệu với anh em, đó chính là một chiếc Game Boy đấy. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại một chút về cái phần thiết kế của cái máy này, cũng như là chơi thử một vài tựa game để xem là cái trải nghiệm của nó ở năm 2019 nó còn tốt hay là không. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Và rõ ràng nếu như để mà nói về chơi game bây giờ ấy, chúng ta có rất nhiều lựa chọn, nào là PS4, nào là Nintendo Switch, và thậm chí là bây giờ mình thấy rằng anh em chơi đa phần là ở trên điện thoại. Và nếu như anh em nào đang quan tâm tới những chiếc điện thoại mà cấu hình ngon và mức giá nó hợp lý và nó là iPhone ấy, đặc biệt như là iPhone 10, thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng tới hệ thống cửa hàng của Cellphonet. Và hiện tại chiếc iPhone 10 đang có mức giá rất là tốt, thế nên nếu anh em nào quan tâm anh em click vào link bên dưới nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với nhân vật chính đang ngày hôm nay. Cái phần đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với anh em nó sẽ là về cái phần thiết kế. Anh em có thấy rằng ở đây chúng ta sẽ có một cái khối hình vuông nhìn nó rất là nhỏ gọn xinh xắn đúng không ạ? Và với một cái thiết kế nhỏ gọn như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể là đút vào trong túi quần, trong túi áo, mang đi làm, mang đi chơi, nó sẽ rất là tiện. Và hiện tại là cái máy của chúng ta nó sẽ chia làm hai phần. Cái phần đầu tiên ở đây, đó anh em thấy rằng là phía bên trên chúng ta sẽ có cái phần màn hình. Ở đây sẽ là dòng chữ Game Boy Advance SP, đấy, rất là xịn sò, rất là hoài niệm. Và ở phía bên dưới sẽ là những cái nút bấm, ở đây sẽ là nút di chuyển này, nút bắn súng này, trưởng chiếc các kiểu này. Đó. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái ổ đĩa game, chúng ta nhét đĩa game vào đây để chúng ta có thể chơi. Và thêm vào đó nữa, ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ có những cái cổng sạc để có thể sạc pin này. Và đằng sau này chúng ta sẽ còn có thêm hai cái nút nữa là nút left và nút right. Và hai nút này tất nhiên là trong cái quá trình chơi game thì nó sẽ rất là hữu ích, và tí nữa thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với anh em. Nhìn chung thì về cái vẻ ngoài của Game Boy này thì nó đã bị tàn phá rất nhiều, tại vì cái máy này nó là một cái máy mà mình đi mượn từ thằng bạn mình mà thôi. Và anh em cũng thấy rằng là chúng ta có rất nhiều những cái vết xước, đặc biệt là về cái phần mặt trước này. Đó, xước nguyên cả một cái vùng như này luôn, rất nhiều. Và thêm vào đó nữa thì ở phía mặt lưng thì thậm chí nó còn nhiều vết xước hơn nữa. Nói chung thì về cái thiết kế này thì đây là một điều dễ hiểu, tại vì về cơ bản cái máy này đã được ra mắt từ rất là lâu rồi, thành ra bây giờ nó cũng sẽ có những cái dấu hiệu của thời gian. Và phía bên này chúng ta sẽ có một cái nút để chúng ta bật cái máy lên này, đấy, start này, on off này. Đó, và anh em thấy rằng là xung quanh là mình đã tắt hết tất cả các đèn đi để chúng ta có thể là nhìn rõ được cái màn hình này. Không biết là anh em có nhìn thấy không, nhưng mà mình đang cố gắng là điều chỉnh cái độ sáng của ta. Và theo như mình có tham khảo thì cái bản của mình nó là cái bản hai đèn thôi, và chúng ta sẽ còn có thêm một cái phiên bản nữa là phiên bản 4 đèn để giúp chúng ta có được một cái độ sáng nó lớn hơn. Và tất nhiên là cái bản đó nó sẽ đắt hơn cái bản này rồi. Hiện tại thì mình đang ở trong cái trò gọi là Alien gì gì đó, Alien Hominid. Ok, chúng ta sẽ chơi cái tựa game này. Game này thì hôm qua mình đã chơi rồi, hôm qua là mình đã chơi đến bàn số 3, số 4 gì đó rồi. Bây giờ là mình sẽ chơi tiếp. Nguyên cả tối hôm qua là mình ngồi nằm đắp chăn mình chơi tựa game này đấy. Đấy. Ủa anh em thấy không? Đấy, A là nhảy này, B là bắn này. Nói chung là với cái tựa game này thì mình thấy rằng là nó bắn giết các thứ là nó rất là thoải mái. Đặc biệt là với một cái chế độ nút bấm. Úi dồi ôi. Hiện tại là cái nút bấm ở trên cái Game Boy này bấm vẫn rất là thích, anh em có thể nghe được những cái tiếng này cũng như là cái phản hồi của nó vẫn rất là tốt. Đây là một điều mà mình đánh giá rất cao, tại vì đến thời điểm hiện tại năm 2019 là cũng rất là lâu rồi, thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn phản hồi rất là tốt anh em ạ. Đấy. Và loa của máy thì nó cũng rất là to nữa. Đấy, nhảy lên này. Bắn này. Ui. 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 Đấy, chúng ta phải bắn máy bay này. Ui, vãi trưởng. Đấy, chạm phát là chết. Những cái nút left right ở phía đằng sau này chúng ta còn có thể dùng để ném lựu đạn nữa. Đấy, anh em thấy không? Ui, ăn được khẩu súng rồi. Ui, 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 ui. Súng gì đấy? Súng full acid à? Nhìn xanh xanh lá cây này chắc chắn không phải là lửa rồi. Ui, ui. Mãi không giết được cái bọn trực thăng nhá. Nói chung là cái tựa game này thì anh em sẽ cần phải có được cái sự linh hoạt và cái tốc độ của nó rất là nhanh. Anh em vừa phải đánh quái ở phía dưới lại còn vừa phải đánh trực thăng ở phía bên trên nữa. Tuy nhiên có một cái điểm mà mình cũng phải lưu ý cho anh em rằng là cái máy này thì cái ánh sáng của nó ấy, cái độ sáng của nó rất là yếu. Bọn mình đã phải tắt hết tất cả những cái đèn đóm ở đây để có thể là cho anh em xem rồi, không biết là anh em có nhìn thấy rõ không. Thế nhưng mình nghĩ rằng là cái điều kiện mà có thể gọi rằng là phù hợp nhất cũng như là lý tưởng nhất để anh em có thể chơi cái tựa game này, là anh em hãy đắp chăn, tắt hết đèn đi. Đấy, chùm chăn mà chơi.
Một trên cái điểm cộng nữa là như mình nói ở đầu video ấy, đó chính là cái máy này nó có một cái thiết kế vô cùng là nhỏ gọn. Và khi mà chúng ta chơi game ấy thì là nó thiết kế rất là vừa với tầm tay của chúng ta. Đó, hai cái left right này anh em cầm lên đây này. Và nó không bị có những cái vấn đề như kiểu là màn hình nó lớn quá thì làm sao, hay là nút bấm nó xa tay quá thì nó làm như nào, bởi vì là về cơ bản là cái máy này nó chia làm hai phần rồi. Đấy, phần dưới là anh em thao tác, còn phía bên trên nó sẽ là màn hình. Nói chung nó khá là tiện, phục vụ cho cái việc gọi là chơi game mà. Rồi. Rồi, và như vậy thì chúng ta đã trải qua cái tựa game đầu tiên là Alien Hominid, và bây giờ thì Humanid hay là cái gì đấy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta muốn thoát ra để có thể là chơi cái tựa game khác ấy, thì anh em sẽ phải tắt cái máy này đi. Và chúng ta sẽ phải vào lại từ đầu như này. Bây giờ là mình sẽ chơi cái tựa game Rockman đi. Hôm qua là mình có chơi cái tựa game Mega Man Zero này. Đây là một cái nhân vật mà mình ngày xưa là mình cũng khá là thích. Ui dồi ôi, Mega Man Zero đây rồi. Press Start, đây, Start đây. Đây, chúng ta ở đây có một cái nút Start này, anh em bấm vào đây. New Game, ok. Nói chung là mình thấy rằng là có duy nhất một cái điểm mà mình thấy chưa ưng lắm ở cái máy này, đó chính là cái màn hình của nó rất là tối. Và anh em nào mà chơi cái tựa game, chơi cái máy này tầm khoảng độ một tháng là anh em chắc chắn là bị cận thị ngay. Thì kiểu cái chất lượng của nó lâu rồi ấy, thành ra là bây giờ là rất là khó để có thể nhìn được. Điểm ảnh các thứ là nó nổi hết cả lên. Đấy. Ôi dồi ôi. Leo lên được cái này cũng mất thời gian phết đấy. Ui dồi nó bắn mình. Ui trời ơi. Mà không hợp chơi với cái tựa game này. Anh em bảo mình chơi ngu cũng đúng thôi. Ui dồi ôi. Thôi rồi, mình không qua được cái này rồi. Rồi, và như vậy thì chúng ta vừa trải qua khoảng tầm 10 đến 15 phút để trải nghiệm những cái tựa game trên Game Boy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại về cái máy chơi game này. Như vậy thì chúng ta vừa mới trải nghiệm rất là nhanh về cái Game Boy, cũng như là về hai cái tựa game hôm qua thì mình có thử ở trên cái máy này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại, và có hai cái ý nữa mà mình cũng muốn lưu ý cho anh em. Cái đầu tiên đó chính là về thời lượng pin. Thì cái thời lượng pin theo như mình đánh giá rằng là nó ở mức gọi là đủ dùng thôi. Nó không quá trâu, bởi vì tối ngày hôm qua là mình đã chơi cái máy này rồi, và hôm nay thì đến văn phòng mình lại tiếp tục chơi nữa mà mình chưa có cái dấu hiệu là phải sạc pin. Thế nhưng mình nghĩ rằng là tối nay khi mà mình về mình chơi tầm khoảng một lúc nữa là mình cũng sẽ phải sạc pin rồi. Cái thứ hai mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là về cái mức giá của cái Game Boy này. Thì theo như mình có tìm hiểu thông qua thằng bạn mình ấy, thì nó bảo rằng là bây giờ cái máy Game Boy này nó rất là rẻ. Tầm khoảng từ 600-700 nghìn một cái máy là chúng ta đã mua được một cái máy Game Boy như này rồi. Thêm vào đó nó tốn tầm khoảng vài trăm nghìn để mua game nữa. Thì mình nghĩ rằng là trong đợt tới thì anh em nào được mừng tuổi ấy, thì anh em có thể là lựa chọn cái máy này để có thể chơi game, nó cũng khá là tốt. Và mình nghĩ rằng đây nó sẽ là một cái lựa chọn hợp lý hơn rất nhiều đối với những cái máy mà gọi là giả lập game ngày xưa, như kiểu là máy sắp ở trên Lazada ấy, mấy cái máy tầm khoảng 100-200 nghìn ấy. Thực sự anh em mua những cái máy đấy về anh em chỉ để chơi cho vui thôi, chứ nếu mà để trải nghiệm thì mình nghĩ rằng là nó khá là tệ. Rồi, thì đó là về cái bài trải nghiệm nhanh của mình về chiếc Game Boy, một chiếc máy mà có lẽ là đã rất là huyền thoại đối với anh em chị em nào mà 9X mà đầu 2000. Vậy còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về cái máy chơi game này thì anh em hãy comment bên dưới nhá. Và anh em có kỷ niệm nào về cái máy Game Boy này hay không thì anh em comment bên dưới cho mình biết nhá. Và đừng quên là hãy bấm like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của anh em TV, bởi vì ngoài cái máy này ra bọn mình còn rất rất nhiều những cái máy khác đặc biệt hơn để có thể chia sẻ với anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.